giữa BCD. Trong hai cái con ở giữa này nó không có con, nó sống một mình không có được. Lúc nào phải ôm một người khác. Là con gì? Con D là BD đó. Dễ nhớ không? BD đó, BD nó chẳng có được không? Nhớ, tại vì nó bộ những phần thể của nó không có một mình được. Rồi, như vậy là cái slide này là dễ hiểu rồi phải không? Không cần học bài cũng nhớ, tăng cao. Bây giờ trong năm cái con này, bộ những sắc thể của nó chỉ có con D. Con D là DNA thôi. Đa số là gì? RNA rồi. Bây giờ vô từng con. Đầu tiên là con A. Viết tắt là HAV. H là hepatitis. Hepatitis là gì? Là viêm gan. A là tên của nó. V là virus. Như vậy là HAV là viêm khoa và ba hàng. Con A này nó có kháng nguyên. Nó có kháng nguyên nhưng cái kháng nguyên của nó không có chỉ trong trong máu. Trong máu mình không tìm được kháng nguyên, chỉ tìm được trong gan thôi. Như vậy mình sẽ phát hiện nó không qua kháng gì? Kháng thể. Kháng thể thì viết tắt kiểu gì? Kháng thể thì mình có hai cách viết, hoặc là IG. Đúng không? IG là immunoglobulin, hoặc là AB là antibody. Kháng thể của con này nó có khoảng hai loại kháng thể. Một cái loại kháng thể là M và một loại kháng thể G. MG. Mỗi thằng nó biểu hiện cho một cái tác cấp hoặc là bản thân. Bây giờ chữ M thì nó biểu mãn đúng không? Nhưng nó là biểu hiện cho hoàn cấp. Như vậy khi nó xuất hiện IDM đó nghĩa là nó đang giai đoạn gì? Cấp, có nghĩa là mới chuyển trong học 6 tháng 2 thôi. Hoặc là gì? Hoặc đang một cái gì? Hoặc đó là nó chuyển giai đoạn cấp hoặc là nó lành rồi, nó gần lành rồi nó sẽ mất cái M đi. Vậy các 6 tháng đầu là chỉ xuất hiện cái M thôi. Còn cái G của nó chỉ xuất hiện sau khi gì? Nó mất cái M này, nó xuất hiện trở lại là cái G. G. Như vậy mình nhớ là chữ M thay vì là chữ mã thì nó ngược lại là cấp. Tất cả đều giống nhau hết cho tất cả các con còn lại. Như vậy nhắc lại con A, nó có kháng nguyên không? Có kháng nguyên trong máu không? Tìm được không? Tìm thông qua cái gì? Có mấy loại kháng thể? Cái gì? Cái nào là cấp? À, con A nó có gây mãn tính không? Không, con A không gây viêm gan mãn, nhớ chưa? Như vậy những cái người mà có IgG là những cái người mà đã bị rồi lành rồi. Hiểu không? Nó đâu có gây mãn đâu. Thì con A có gây sơ gan không? Nó gây mãn đâu, sơ gan. Sơ gan là một cái bệnh mãn tính. Nó gây ung thư gan không? Không. Là con A sao rồi đấy? Coi vừa rồi. Như vậy một bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh viêm gan cấp, thế nào mình sẽ học về viêm gan cấp. Bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh viêm gan cấp, mình muốn biết người này có phải do con A gây ra hay không thì mình đề nghị xét nghiệm gì? IgM anti HAV, hiểu không? Hoặc là IgM HAV AB là kháng thể của con A nhưng mà phải gọi là gì? M. Như vậy D là nó lành mãn tính, là nó thì lành rồi mà. Như vậy đợt cấp này đâu phải do nó gây ra. Hiểu chưa? Rồi qua con khác. Con E. Con E y ra con A vậy đó. Nó không có kháng nguyên trong máu. Nó chỉ tìm được kháng gì? Kháng thể. Nó cũng có hai loại kháng thể y ra vậy đó. Là IgM và IgG gì? IgG. Nhưng nó khác cái gì? Nhớ cái khác này. Khác thứ nhất là IgG nó có thể xuất hiện trong cấp. Con A IgG nó có xuất hiện trong giai đoạn cấp không? Con E có thể. Thứ hai là mình có thể tìm được cái RNA trong con. RNA của con E mình có thể tìm được trong con. Như vậy khi mở lại trong giai đoạn cấp, trong giai đoạn cấp, nhiễm cấp, viêm gan cấp, tôi có thể có những thằng nào dương tính? Thứ nhất, IgM dương. Thứ hai, IgG có thể dương. Và thứ ba, HRNA có thể dương. Đó đúng không? Nhưng khi nó qua giai đoạn lành sau 6 tháng rồi thì còn những thằng nào? Một thằng duy nhất là IgG. Nhưng trên lâm sàng người ta áp dụng để chẩn đoán viêm gan E cấp, người ta chỉ dựa chủ yếu vào IgM, IgG con A đó. Như vậy sẽ học thêm được một con nữa. Bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh viêm gan cấp,
tôi muốn tìm nguyên nhân có phải là con A hay không, con E hay không, thì tôi đề nghị cái gì? IgM anti-HEB, IgM anti-HAB, thằng nào dương thì thằng đó gây ra. À, được chưa? Còn con A và con khác. Con C, con C là cái con có thể gây viêm gan gì? Mạng có thể gây cái gì? Mạng là sơ là ung thư đó, viêm gan mạn. Chỉ có mạng tính nó gây sơ thôi, cấp nó không gây sơ. 6 tháng đấu cũng rất gây sơ. Con C có kháng nguyên không? Con C thường không có kháng nguyên trong máu mà chỉ có kháng gì? Kháng thể mình biết là gì? Anti HCV là thường nhất, hoặc là HCV-AB, nhưng mà thường nhất này sẽ thấy là anti HCV. Nó có một cái này thôi à, nó không có IgM, IgG gì nhất hết á. Bây giờ làm sao biết cấp hay mãn? Thua. Nếu bệnh nhân này có tiền căn dương tính hơn 6 tháng thì nó mãn. Nếu bệnh nhân này trước tháng trước âm tính, tháng này 2 tháng này dương tính thì mới cấp. Còn nếu không có là thua, vì nó đâu có IgM, IgG đâu. Đúng không? Nhưng nó có thêm một cái nữa là nó có cái RNA, HCV, RNA trong máu. Khi có sự hiện diện của con C trong máu thì sẽ có HCV, RNA dương tính với các đường đường. Ví dụ tôi muốn biết trong lớp này có bạn Hưng hay không. Thì bạn Hưng này bạn có một cái đặc điểm là bạn hay mặc cái áo màu vàng. Nhưng mà trong lớp này có hai cái mặt màu vàng, nên tôi hai thằng A, B, C đều dư hết, nhưng mà có một thằng là hơn và một thằng không phải là hơn. Tôi phải nhìn cái mặt hơn. Cái mặt đó là cái gì? Là HCV, RNA. Cái nhận diện nó đang có trong người của tôi. Như vậy bệnh nhân đến với mình, tôi nói anti HCV dương tính có mấy tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất, bị rồi lành rồi. Hoặc bị rồi đều bị lành rồi. Nó chỉ là một cái dấu ấn thôi. Hoặc nó đang bị, muốn biết đang bị thì phải làm gì? Phải định lượng HCVRNA. Hiểu không? Giữa cấp và mãn không chỉ bằng cách nào? Thời gian. Có cách nào đấy? Nếu bệnh nhân này HCVRNA dương tính trên 6 tháng và anti-HCV dương tính trên 6 tháng thì là mãn. Còn nếu nó vô trong vòng dưới 6 tháng thì là cấp. Chứ còn hai cái dấu ấn thì không phân biệt được cấp và mãn được lâm sàng. Như vậy tôi hỏi tiếp, một bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh viêm gan cấp, hồi nãy mình không tìm tìm được con A con B, bây giờ tôi muốn tìm có phải con C hay không thì đi làm cái gì? Đi làm cái gì trước? Ăn đi HCV, nếu là âm thì thôi có làm nữa không? Không. Nếu nó dương thì sao? Có chắc nó là nguyên nhân không? Mà phải làm tiếp HCV, RNA, hiểu chưa? Một bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh sơ gan, tôi không biết sơ gan này là do B hay do C. Tôi không biết con C thì tôi làm gì? Anti HCV. Nếu nó dương tính tôi có chắc không? Chưa chắc, tôi phải làm tiếp HCV, RNA. Hiểu không? Bây giờ con B nó khó vô cùng tập. Nó có giống mấy con hồi nãy mình học đâu. Con B nó tồn tại trong máu mình những dạng vòng tròn hình cầu gì đó, gọi là viêm gan. À. Bây giờ mình phóng to cái cơ thể nó ra. Phóng một cái video của virus này ra thì các thấy có cái màu xanh lá cây không? Cái màu xanh lá cây đó gọi là surface. Surface là gì? Là cái bề mặt, là giống cái mặt của mình vậy đó. Người này nhận diện người kia bằng cái mặt. Cứ tới mà cô em này giơ cái tay bất trời cũng biết nào hết. Cứ là nhìn cái mặt. Như vậy cái mà để nhận diện ra con B trong máu của mình là cái surface. Như vậy cái đầu tiên, kháng nguyên đầu tiên giúp mình nhận diện được người này có sự hiện diện của virus B trong máu hay không là kháng nguyên S. Là bề mặt viết in chữ hoa dị thường, chữ S viết thường. H là hepatitis, B là tên của nó phải viết hoa, chữ S là surface viết nhỏ, AG là antigen là kháng nguyên S và là kháng nguyên bề mặt. Không phải muốn viết hoa là viết thường là thường đâu. Một số bệnh viện, một số cơ sở y tế người ta viết là HB nhỏ. B là tên riêng của người ta, tại sao viết nhỏ? Thành ra người ta không có hiểu. Thành ra viết và viết cho đúng. Đầu tiên tôi có kháng nguyên gì? Đầu tiên tôi có kháng nguyên bề mặt, kháng nguyên S. Như vậy tôi sẽ có gì? HBS, AG là kháng nguyên, AG là antigen.
có kháng nguyên thì cơ thể sẽ có kháng gì? Kháng thể là tôi có một cặp đầu tiên. Đi vô trong cái cặp của nó đã có cái lõi. Còn này nè, gọi là kho. Thấy chữ kho chưa? Nhiễm nhỏ chưa? HP là tên riêng với khoa, chữ kho nhiễm nhỏ. Tôi có kháng nguyên lõi. Tuy nhiên kháng nguyên lõi này không hiện diện được trong huyết thanh. Nó hoàn toàn huyết thanh, nó chỉ có trong gan thôi. Nó giống cái gì vậy? Nó giống kháng nguyên của con A và con E, có đúng không? Kháng nguyên lõi này không có, mà nó chỉ có trong gan. Nhưng ở ngoài huyết thanh có kháng nguyên, có kháng thể lõi anti-HCC nhỏ. Và kháng thể lõi này nó lại có IgM, IgG. Và nhớ thêm cường lực M là đó, D là nhớ chưa? Cái lõi này là cái gì đây? Bây giờ ngồi nghe, không có biết cái gì chứ. Nghe chứ tôi bố, tôi có biết cái sách tao động dưới là tôi không mua sách thật, tao mà làm. Tôi biết là sách thế rồi. Cái lõi là đơn giản vậy nè. Trong cái phòng, trong cái đó là cái ăn nào bảo ai nhất lớn, tao đi coi tao có mấy phòng bộ. Đứa nào đẹp trai nhất lớn này không? Ai được bầu đẹp trai nhất? Ví dụ, cái anh áo đỏ này đi thấy đẹp trai chứ. Cái bạn đỏ này bạn có tất cả, cái bạn áo đỏ là bạn có ba bà bồ. Nó có ba bà bồ ở ba cái phòng khác nhau. Mà ba cái phòng nó ở chung cái chung cư, hiểu không? Ở tầng nào cũng không cần biết. Mà bạn này bạn có một cái thói quen rất là lạ lùng là bạn đi vô phòng cô nào là bạn lấy cái dao bạn cắt cái phần đỏ và cái dấu đó mãi mãi không mờ không mất. Cái bạn vô phòng cô này đâu cắt lần thôi nha, cắt lần thôi, lần sau có tới phòng khác nữa cắt lần lần nó mãi mãi rồi nó không mất đâu. Thế là bạn đi vô phòng cô thứ hai bạn cũng cắt vô mà xui cho anh này trong ba bà bồ có một cái cô á là một cũng có một ông bồ nữa. Cái ông bồ này cũng biết cái cô này cũng có bà cái ông bồ áo đỏ này. Cái thằng này nó đi tới nhà cái cô này nó thấy có cái dấu đỏ ngoài á, nó nghĩ gì cái đố này nó nghĩ gì trong đầu. Nó đứng ở ngoài cửa nó thấy cái dấu đỏ là nó suy nghĩ sao? Nó suy nghĩ là thằng áo đỏ này nó đã vô phòng này rồi, nó làm cái dấu gì tôi không có biết. Còn bây giờ nó có ở trong đó hay là nó đi đâu mất tiêu có biết không? Không biết. Muốn biết nó còn tồn tại ở trong đó hay không thì làm gì? Mở cửa đi tìm nó. Đố em tìm cái gì? Tìm cái S. Tìm cái mặt của nó, chứ bây giờ không có cái mặt của nó thì sao biết lợi của nó. Như vậy nếu một bệnh nhân có anti-HBC nhỏ như Minh, tôi chỉ nói được một chuyện là người này đã từng tiếp xúc với con B. Còn chuyện người này hiện tại có bị nhiễm con B hay không là tôi phải tìm cái gì? S, hiểu chưa? Một cái thái độ rất là quan trọng để sau này học điều dưỡng rất khó. Những sự đời nó không khó, nó còn có IgM, IgG. Nhưng mình hiểu rồi, cứ mà trong cấp là IgM nó xuất hiện. Mà qua 6 tháng là nó mất tiêu, nó xuất hiện IgG và IgG sụt lại suốt. Nhưng con B nó có gây mãn, đúng không? Con B nó gây mãn thì nó có những cái độc cấp của trên nền mãn tính. Và tính những cái độc cấp đó nó sẽ xuất hiện M trở lại. Hiểu không? Như vậy IgM dương tính đối với con B có hai tình huống: thăng cấp hoặc cấp trên nền mạng. Nhưng khi qua mạng rồi thì xuất thì nó sẽ mất đi, nó chỉ còn IgG thôi. Và anti-HPC nhỏ là dấu ấn của tiếp xúc, đã từng tiếp xúc. Còn S là dấu ấn của sự hiện diện. Hiểu không? Thấy dễ không? Rồi đi tiếp con khác nha. Bây giờ mình được 4 thứ chưa? 4 rồi. Bây giờ E. E là tắt cái hòa tan, nó không có thấy trong này đâu. E là về đẹp đơn giản lắm. Tôi giảm E, em sẽ xài suốt đời em đang hành đi đó. Thì cái mắt tư em sẽ xài nặng ấy thôi. Có một cái cô nọ cổ ngộ lắm. Cô có một cái đặc trưng. Cứ mỗi lần cô có thai là trên cái má cô nổi lên chứ. Cái bớt màu đỏ. Không hiểu sao cô mỗi lần có thai là có cái dấu đó rồi. Mà không xanh xong cái là nó mất tiêu cái dấu nó đi. Cái một ngày đẹp rồi cũng vậy, cũng như thế, cũng có bầu cũng không có cái dấu đó. Cái người ta nhìn vô người ta nói ủa sao cái cô này cũng không có dấu đó, cô vẫn có bầu, cũng có bầu được mà, có bầu nó có nhìn gì tới cái mặt không? Ủa cái bầu đó nó đâu có liên quan tới cái mặt, cái bầu nó liên quan đến bộ phận sinh dục đúng không? Nó liên quan đến bụng trứng, cái phần đó cô nó được bình thường mà, cô chỉ đột nhiên mất cái dấu đó thôi. Nó là dấu ấn của sự sinh sản, của sự nhân lên của virus, đó là cái E. Như vậy khi nào tôi xác nhận có nó thì nó mới nhân.
chưa chi gì hết, bệnh nhân đến không biết có nhiễm gì hết, đè cúc là mắt bị e vô liếng, nó có đâu nó đẻ, nó phải có mặt nó mới sạch sôi chứ, có hiểu không? Thành ra muốn biết virus nó đang nhân lên hoạt động hay không là làm HBEAG nó sẽ xuất hiện đó. Nhưng sẽ tới một ngày đẹp trời nào đó nó bị đột biến, nó mất tiêu cái E đi, nó không có E nhưng nó có nhân lên không? Nó có. Chứ vậy mình dựa vào cái gì mình biết nó nhân lên? Dựa vào cái bộ gen của nó, HBEAG này. Như vậy cái mà chính xác nhất để xác nhận virus đang hoạt động, đang nhân lên đó là HBEAG này. Như vậy mấy em sẽ thắc ổ cô vậy thôi làm cho mẹ bây giờ thay vì làm HBEAG thì cô làm hết tất cả HBEAG đi đúng không? Nhưng sự đời nó không đơn giản, cái thằng mà có HBE dương với cái thằng HBE âm là có hai thể khác nhau. Virus mà có HBE dương thì gọi là thể wild type, tức là thể cha sanh mẹ đẻ ra nó vậy. Còn khi nó đột biến thì gọi là mutation, có thể đột biến lúc đó E nó mất nhưng nó vẫn sanh rồi. Ta chỉ định điều trị, thời gian điều trị viêm gan B, ơ dương và ơ âm khác nhau, hiểu chưa? Thật ra người ta mới biết là muốn biết của cái người này bị những thể đột biến là thể là gì? Thể hoang dại, thể lên dương. Xong hết mặt cơ viêm gan B rồi đó. Có hiểu không? Hiểu, chúng tôi đang trách nhiệm được. Trách nhiệm cho tình huống trong vòng một, chưa tới một vòng hoặc là phải đánh ra cái bốn liền. Em không hiểu mãi mãi, không bao giờ nghe nhiệm vụ được xét nghiệm. Bây giờ đi tình cặp. Năm đầu tiên là HBS và anti-HBS. Kháng nguyên kháng thể thường không tồn tại cùng với nhau. 90% trong y khoa không có cái gì là tuyệt đối, sẽ có 10% hai thằng này cùng tồn tại, thì nó chuyện khó bỏ qua bên. Có mày là không có tao. Có thằng S kháng nguyên là bệnh, có thằng kháng thể là hết bệnh, đơn giản vậy thôi. Khi tôi chích ngừa tôi chích cái gì? Khi tôi chích ngừa tôi không đè nguyên cái video mà tôi chích, mà tôi chỉ chích kháng nguyên S thôi. Khi tôi chích kháng nguyên S thì cơ thể chỉ tạo được kháng thể S thôi. Như vậy cái anti-HBC nhỏ nó có dương được không? Làm gì có cái to đâu mà tạo kháng thể. Như vậy để phân biệt được cái anti-HBS này là do chích ngừa hay là do tôi bị nhiễm tôi lành rồi, thì tôi dựa vào anti-HBC nhỏ. Mà có đáp hiểu không? Thì qua quà luôn. Anti-HBC nhỏ, hồi nãy nói rồi, đặc lệ những cái này không có gì khó hiểu. Nó là dấu ấn của tiếp xúc, nó có IgM và IgG, đúng không? Nó chỉ tạo được khí nhiễm, không tạo được khí chủng ngừa, vì chủng ngừa đâu có chủng cái C đâu, nó có chích cái khác không hát lõi đâu ha. Xong cái này luôn. Giai đoạn cửa sổ, giai đoạn cửa sổ tôi chỉ nói một tình huống này thôi. HBSAG nó dương, sau đó 6 tháng sẽ phải âm và nó xuất hiện kháng thể anti-S. Những bệnh nhân giai đoạn cửa sổ bộ là HBSAG nó giảm nhanh quá đi. Ở tuần thứ 23, 24, 22, 23, 24 nó đã mất tiêu rồi. Trong khi cái anti-HBS này nó tạo ra từ tuần thứ 24. Cho nên đó có một cái giai đoạn bệnh nhân cả hai thằng đều âm hết. HBSAG âm luôn, anti-HBS âm luôn. Nhưng lúc đó nó không có cái gì với em. IgM trong giai đoạn cấp vẫn còn dương. Do đó IgM anti-HCV là dấu ấn duy nhất để chứng minh người này là gì? Đang bị viêm gan B cấp ở giai đoạn cửa sổ. Vì lúc này các em chỉ thử HBSAG là nó âm tính. Như vậy đối với viêm gan cấp do virus B có hai tình huống xảy ra. Tình huống thứ nhất là HBSAG nó dương, dễ rồi. Tình huống thứ hai là rơi vào giai đoạn cửa sổ, là chỉ còn có IgM nó dương thôi. Như vậy để loại trừ nguyên nhân viêm gan B cấp gây một cái đợt viêm gan này là do con B loại hẳn đi, thì tôi phải làm hai xét nghiệm HBSAG âm và cả IgM anti-HBS và anti-HBC âm luôn, thì tôi mới loại được đây không phải là viêm gan cấp do có B. Ngược lại, bệnh nhân đến với mình trong bệnh cảnh viêm gan cấp, tôi thử HBSAG âm, tôi có loại hẳn cái này không bị nhiễm B cấp không? Tôi phải làm thêm IgM anti-HBC nhỏ, nếu âm thì chắc chắn người này không phải là con B, hiểu chưa? Bây giờ có nghe người bên đầu đọc nhân lên đọc chị đọc nói rồi là làm là hiểu thôi. Hai thể, một thể gì? Wild type và một thể gì? Đột biến. Thấy nó đơn giản đi không?
vô cùng đơn giản đúng không? Dễ với bác sĩ ra cũng mặc hết chuyên khoa 2 rồi, 2-5 năm nghề rồi, hỏi những cái đơn giản vô cùng tôi là viên dạy chuyên khoa 2. Tại vì em không có cơ bản, em không có chịu học, em không nhớ được cái gì lên, có cái mặt cơ của đó là. Bây giờ tôi hỏi nè, muốn đi chích ngừa, thử gì? Thứ nhất phải HPSAV, chết ngừa khi nào tôi chưa có chỉ điểm tôi mới chết là nha. Tôi tiếp xúc rồi tôi có chết đâu. Thì bạn thử bộ 3, HPSAV, anti-HPS và anti-HPC nhỏ. Có đúng không? 3 thằng âm hết đi chết. Một trong 3 thằng dương là không chết. Thằng thứ nhất dương, HPS dương bị rồi chết đi. Thằng thứ hai anti-HPS dương chết rồi, hoặc là cơ thể tự tạo ra. Thằng thứ ba anti-HPC nhỏ dương là cơ thể tiếp xúc điều động rồi chết đi nữa. Đúng không? Một bệnh nhân đến với mình, phụ nữ có thai cũng bị sản khoa, chuẩn bị bầu. Bác sĩ làm ơn chắc cho tôi thử có bị viêm gan bé không? Thì làm gì là quan trọng nhất? HCSAT. Nếu ông thì sao? Thì chắc chắn là những thứ còn đang không bị. Đúng không? Người này đang có bị viêm gan cấp đâu sợ bị viêm ICE. Đúng không? Cấp lúc đó men gan phải tăng, phải có triệu chứng. Còn một người bình thường là không có sợ.